bây giờ dứt một hồi trống, ta sẽ vẽ xong một con vợt. Sau đó sẽ đến danh họa của nước Nam. Mời sứ. Bắt đầu đi. Trống lệnh. Đẹp quá. Không tưởng tượng nổi. Đẹp quá. Hay quá. Sao nhóc, thấy thế nào? Xét riêng về tài họa thì các hạ quả nhiên siêu. Còn xét về tốc độ mà nói thì với vậy thì còn chậm quá. Quá chậm. Rồi. Cái gì? Vậy mà như vậy chậm mà là chậm nữa hả? Ngươi dám khua môi múa mép. Bắt quốc thiên tài hội họa như là cây rừng, chưa dám địch lại ta. Kìa, có sao tôi nói vậy? Bởi vì kẻ bất tài này chưa dứt một hồi trống, dư sức vẽ chục con luôn. Một chục con? Cái gì? Một chục con à? Chục con. Sao vẽ được? Một chục con không thể nào. Sao tôi là tôi không tin đâu. Hoặc lạc. Một hồi trống vẽ ra 10 con vật. Nếu ngươi làm được, ta sẽ gọi ngươi là sư phụ, tốn ngươi làm để nhất danh quả. Để các hạ khỏi chơi dông dài, giờ ta làm luôn nè. Gõ trống rồi kìa. Trời đất ơi, sao không dễ đi? Tự nhiên đứng đó chống lành là sao? Kìa Trạng Tý, sao khách không dễ đi? Nhanh đi Trạng Tý. Nghe đi Trạng. Nhanh lên dễ đi. Sao khách không dễ đi? Nhanh đi Trạng Tý. Nghe đi Trạng. Nhanh lên, nhanh lên. Dễ rồi kìa. Dễ rồi kìa. Trời ơi. Ủa? À. Xong, bước hạ mùi con dương đất. Sao, cũng sống động hết chứ? Đúng rồi, Trang cũng có Trạng Tý hay quá. Trạng Tý thiệt là giỏi. Sư, hồi nãy ông kêu nếu tôi làm được thì ông kêu tôi là gì? Là sư phụ. Xin đa tạ. Hay quá, hay quá. Thằng bé nó hay quá. Nó hên thôi. Đa tạ sư đã công nhận tài hội họa của em bé nước Nam. Chẳng hay sứ còn môn gì muốn thử? Dạ đại nhân. Thấy Nam triều có người tài mừng cho quý quốc, nhân đó ta có cao hứng muốn đưa ra một thử thách này. Làm cách nào để sau sẽ chỉ mành xuyên qua con ốc này? Hả? Nói trong một ngày. Hả? Nếu như các ngươi không làm được, coi như các ngươi thua. Khổ lắm. Khổ quá. Làm sao làm được đây? Ôn vậy. Trời ơi, bó tay. Bẩm hoàng thượng, bẩm chúa thượng, cái đường ruột của con ốc bự chà bá đây nè, nó rất là nhiều xếp vòng, xuyến, nó nhỏ lắm, mà sư chỉ không thể nào qua được, khó qua lắm. Hay là vuốt sáp lên sư chỉ cho cứng cắp rồi mình xỏ qua. Bẩm chúa thượng, nếu nhúng sáp vô nó cứng quá, nó không qua được cái dòng xuyến này. À, hay là chúa thượng để thần hút coi nó qua hay không. Hút lời con mắt nó rồi kìa. Nó ra chưa? Mệt rồi đúng không? Không qua mà cũng làm. Chính ngươi cũng nói là quá nhiều dòng xoắn ốc như vậy, làm sao mà qua? Hút gì mà hút. Cách nào đây? Quan thái phó, sao ông đứng nín thinh vậy hả? Có cách gì không? Ta đang chờ một người may ra nghĩ ra cách. Quan thái phó à, ta đã cho gọi trạng rồi, sao vẫn chưa thấy? Lại cái thằng nhóc nữa. Cái triều đình này bộ hết nhân tài rồi hay sao mà lúc nào cũng phải nhờ tới một đứa con nít hết vậy? Nếu mà chúa kiếm ai làm được
thì ta sẵn sàng. Ta hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Trẫm đang chờ khanh tới để xỏ sâu con ốc đó. Dạ chuyện đó dễ ẹt à. Dễ ẹt? Dễ ẹt à? Dạ. Khanh làm sao? Dạ như vậy nè. Tinh tình tan, tinh tình tan, bắt con kiến càng buộc chí ngang lưng. Bên thời lấy dây mà bâng, bên thời vôi mến kiến mừng kiến qua. Họ tống xe xe, họ tống xe, họ tống xe xe, họ tống xe. Em đi. Ngươi làm cái gì vậy? Thằng nhóc nó hát hay quá. Ngươi cũng hát hay lắm đó. Hay. Tí nhỏ thiệt là hay. Buộc dây ngang bụng kiến, bôi mỡ đầu bên kia. Dạ. Con kiến bò qua, mang theo sợi chỉ. Phải. Dễ thiệt. Dạ. Chị mà không ai nghĩ ra. Giỏi, giỏi lắm. Thầm cũng không nghĩ ra. Trạng của ta giỏi thật. Hay quá. Ta chặt cái tay bây giờ. Trạng của ta đúng là giỏi thật. Phải coi rằng là trạng giỏi thiệt. Thì công công, đó là cách xỏ sâu qua con ốc. Chẳng hay sứ còn môn nào nữa không? Khá lắm, khá lắm. Được, bây giờ hãy nói cho ta biết, ta đang muốn con chim này sống hay là chết. Nói sai ta sẽ chém đầu. Kìa, sứ, nói. Sứ, nếu ông nói cho tôi biết tôi đang muốn đi lên hay đi xuống, thì tôi sẽ nói cho ông biết con chim này sẽ sống hay sẽ chết. Trời ơi. Đúng là giỏi rồi. Giỏi. Coi như người thoát chết rồi này. Thiệt. Được rồi. Sáng mai ta sẽ công bố chiếu chỉ của thiên hoàng. Theo ngươi, tên điên đó đang tính chuyện gì vậy? Bẩm chúa thượng, dù là chuyện gì thì cũng không để cho hắn tự quyết. Bởi vì sao? Vì chuyện này liên quan đến vận mệnh của chúa thượng. Chúa thượng hãy chủ động. Chủ động sao? Theo thần thấy, mình phải làm cái gì đó để bên đó đưa chúa thượng lên. Ta có làm chuyện gì cũng không vừa lòng tên điên đó. Khó quá, khó quá. Tại sao ta bị thất sủng như vậy? Ta có làm gì trái ý bên đó đâu. Bẩm chúa thượng, nếu như muốn được lựa chọn cũng không khó. Giữa hai cái không vừa ý, chắc chắn người ta sẽ loại bỏ cái không vừa ý hơn. Còn cái không vừa ý không phải là phức tạp. Người nói hay lắm, nhưng ta không hiểu gì hết. Nói cái gì vòng vòng bí hiểm, tại sao không chịu nói thẳng ra? Dạ bẩm chúa thượng, ý của thần nói là hiện giờ ai làm cho sứ tức tối nhất là ai? Không phải là chúa thượng, mà chính là thằng nhóc đó. Mà thằng nhóc đó là người của hoàng thượng. Khi mà làm cho tên sứ đó ghét thằng nhóc đó hơn, thì chắc chắn sứ sẽ càng muốn lật đổ hoàng thượng. Làm cách nào? Bằng cách nào? Làm sao? Và bẩm chúa thượng, hiện giờ tên sứ đó chưa biết thằng nhóc đó là tân khoa trạng nguyên. Ta hiểu rồi. Ý ngươi muốn nói cho ông biết về điều đó. Bẩm chúa thượng, đó là đòn đánh vào hoàng thượng. Hoàng thượng cố giấu danh trạng của thằng nhóc đó để làm nhục sứ. Là một tên nhóc nước Nam mà cũng hơn sứ. Sứ tức quá, sứ sự nó. Hai bên căng nhau, chắc chắn chúng ta sẽ được lợi. Giỏi, giỏi lắm. Giỏi lắm. Ngươi nói sao? Thằng nhóc đó là tân khoa trạng nguyên.
Bẩm sứ, hoàng thượng có thâm ý hạ nhục sứ, cố tình đánh đổi con đen, không tiết lộ danh phận của trạng ra. Ý là nói tới một đứa con nít nước Nam mà sứ giận cứ thua. Thua? Bẩm sứ, được lệnh của chúa thượng lén lút hoàng thượng để ra đây bẩm báo với lại sứ. Chúa lúc nào cũng một lòng một dạ với Bắc Triều, vậy sứ tính sao? Ta sẽ suy nghĩ. Sứ giả đâu mà sao có một mình ngươi tới? Muôn tâu hoàng thượng, hôm nay đại nhân trong người không được khỏe, nên có nhờ tôi đem vật này dâng lên cho hoàng thượng. Hoàng thái phó, trong đó có gì? Dạ bẩm, trong đây có hai chữ Thanh Thúy. Ủa, Thanh Thúy là sao? Là ý gì? Thanh Thúy là ý gì? Bẩm, nghĩa của chữ Thanh Thúy lẽ dĩ nhiên thần hiểu, nhưng ý của sứ muốn gì á thì thần chưa hiểu. Tan tan tình tinh tàn, tình tinh tan tan tình tinh tàn. Chào thị công công. Ê, cái gì? Trời, coi bộ về quê học lễ cũng không có nhiều ha, thấy ta mà chào cho có lễ sao? Ủa, thì ông là thị công công, tôi là Trạng Nguyên, lẽ ra ông phải chào tôi trước chứ. Thất lễ mà còn mắc lỗi. Ngươi, ngươi đợi đó đi. Tưởng giải mấy câu đố giặc mà mày đặt lên mặt. Ủa, nếu nó là câu đố giặc thì sao ông không giỡn mà giả đi để được chúa khen? Ngươi sắp chết tới nơi. Tàn tinh tàn tàn tình tinh tàn. Bẩm hoàng thượng. Kìa Trạng, Trạng xem giúp rộng, hai từ này có nghĩa là gì? Thanh Thúy. Đây chỉ là chợ chiết tự, chữ thanh là ghép của ba chữ thập nhị nguyệt, chữ thúy là ghép của hai chữ vũ tốt. Nếu mà ghép nguyên câu là thập nhị nguyệt vũ tốt, tức là tháng 12 xuất quân. Tháng 12 xuất quân? Dạ. Nghĩa là? Tức là sứ chơi triều đình ta tháng 12 cất quân cùng sứ đánh chiếm Đông Quốc. Hai chữ mà đoán ra được nguyên câu, giỏi. Xuất quân qua đánh Đông Quốc, nhưng ta với bên đó giao bang tốt đẹp, hà cớ gì đem quân chiếm nước người ta? Bệ hạ, đây là cái bẫy. Nếu ta từ chối thì lập tức sứ lấy cái đó làm cớ đánh ta. Đúng vậy. Trạng à, Trạng nghĩ ra cách gì không? Ủa, đại nhân, đại nhân, có chuyện gì? Đại nhân, không biết lại đặt vật này ở đây. Mở ra xem. Mâu nhi vô địch, mịch phi kiến tích, ái lạc tâm trường, lục lai tướng địch. Đại nhân, ý của mấy câu này là sao vậy đại nhân? Thằng nhóc đó.
Vậy là bệ hạ từ chối giúp bản quốc hợp quân để đánh Lân Bang. Bệ hạ có biết với thái độ đó, nếu thiên tử mà biết được, thì hậu quả sẽ thảm khốc đối với Nam Triều như thế nào hay không? Nước nào không có khóa đi cướp nước. Ngươi! Mông sứ bớt nóng. Bệ hạ không hẳn là cự tuyệt, mà biết sứ chẳng qua là chỉ muốn thử tài đoán chữ của sĩ tử Đại Việt mà thôi. Ta... Không phải sao? Quân đánh chiếm Đông Quốc, từ Bắc Quốc thiếu gì ngã gần hơn, mà quân bên bển đông như kiến cỏ, dư sức đánh chiếm, còn gì nước Nam hợp lực. Nếu muốn đánh chiếm Đông Quốc á, thì thiệt là ông rồi, ngấn nó sách đố dài dòng chi. Lão sư. Được, ta nói cho tất cả các người biết, ta đã biết thằng nhóc này chính là An Nam Tân Khoa Trạng Nguyên, chứ không phải một thằng nhóc tầm thường vô danh tiểu tốt. Biết là Trạng Nguyên rồi thì phải xưng hô cho có phép chứ. Còn nhóc này nhóc nọ. Ngươi! Đừng có lo, tên sứ đó không là gì so với trí thông minh của thằng Tý nhà mình đâu. Không là gì mà sợ thánh á, thì người ta thù nó thêm. Chuyện càng ngày càng tới hoài, muốn giấu á mà giấu cũng không có nổi. Thiệt tình. Dì ba, hay là để con lên kinh một phen. Con thì không có lo, nhưng mà con muốn coi coi thằng Tý nó làm sao. Chứ để nó một thân một mình ở giữa triều đình toàn là người lạ không à, cũng tội cho nó lắm. Lên kinh hả? Dạ. Đại quan, đại quan, tại sao đại quan lại tức giận như vậy? Đại quan, bốn câu mà An Nam đưa ra có nghĩa là gì ạ? Ta đưa ra hai chữ thanh thúy, ý là cài chúng hợp quân đánh Đông Quốc. Không nghĩ chúng đoán ra, dễ mà chúng đoán được. Chúng đưa lại bốn câu lá sược đó. Dạ bẩm, láo sược là sao vậy đại quan? Đi sứ mà ngu vậy, lo học chữ của mình đi. Bốn câu đó chiết tự là: chữ mau viết không có dấu phết sẽ thành chữ dương, chữ mệt mà bỏ chữ kiếm sẽ thành chữ bất, chữ ái nếu thiếu chữ tâm sẽ thành chữ thụ, chữ lực mà để cạnh chữ lai sẽ thành chữ sắc. Bốn câu đó là dư bất thụ sắc, nghĩa là ta không nhận sắc. Đại quan, sao chữ của mình mà tụi nó sử dụng giỏi đến như vậy? Tiểu nhân còn dịch không nổi nữa. Bọn chúng dám biếm bạc ta, chết với ta. Sứ ơi, sứ đâu rồi? Sư ơi, nãy giờ sư ở đây mà hạ quan tìm hoài tìm không ra. Sư thấy rồi đó, lúc nào hoàng thượng cũng ra mặt chống đối lại sư hết, chỉ có chúa thượng lúc nào cũng một lòng một dạ với lại thiên triều mà thôi. Trước khi sắc phòng, ta muốn trừ khử thằng nhóc hỗn láo đó. Bẩm, không có gì là khó, giờ biết nó là trạng rồi thì chuyện này quá dễ với lại sứ. Dễ sao? Cái gì? Dời Trạng đi sứ sao? Phải. Thiên tử nghe nói An Nam có Tân Khoa Trạng Nguyên là một đứa bé mà thông minh xuất chúng. Chắc chắn thiên tử nóng lòng diện kiến cho nên phải đi liền. Đi sứ là thể diện của một quốc gia, phải cần những người cao niên thông tuệ. Trạng tuy thông minh sáng lạng,
nhưng tuổi còn quá nhỏ. Ta e là... Xá gì tuổi tác, xưa nay tiếp kiến toàn mấy ông già, bây giờ có một đứa bé thông minh như vậy, thiên tử chắc thú vị hơn nhiều. Biết thiên tử độ lượng, nhưng đường xa, Trạng mới chỉ là một đứa bé. Nhớ mẹ, nhớ nhà, đường xa rồi lỡ ấm đầu cảm mạo. Ông quên là Bắc Quốc có một nền y học mạnh nhất thế gian hay sao? Có xá gì ba cái bệnh giặt giảnh đó, ta đảm bảo Trạng không sao. Dạ bấm hoàng thượng, thần không có muốn đi đâu. Coi bộ Trạng chưa ý thức được hậu quả ứng xử của mình, nhưng chắc chắn triều đình phải biết chứ. Ta chờ câu trả lời. Con không cần phải lo, để vài ngày nữa thuyết phục sứ, rồi triều đình sẽ cử người đi thay thế, con yên tâm. Rồi thuyết phục mà ông cứ đặt con quà thì sao đại nhân? Lỡ nếu con không đi, bên bởi làm khó hoàng thượng thì sao? Khanh đừng lo, chuyện đó không phải là chuyện của Khanh. Thôi Khanh về nghỉ đi. Bẩm sư, nếu như phe của hoàng thượng nhất quyết không cho thằng nhóc đó đi sứ, thì sứ tính sao? Sứ cứ nói một tiếng là chúa thượng cho thằng nhóc đó đi liền, cho thằng nhóc đó bên bển luôn cũng được nữa. Sứ tính sao? Ta đâu có đuôi. Chỉ cần là chúa thôi, chẳng những một thằng nhóc mà 10 thằng nhóc đó thì chúa thượng cũng dâng lên cho thiên tử mà thôi. Cái tên chúa vô tích sự của ngươi có hay ho gì đâu. Xin sứ hãy cân nhắc lại, ai trung thành với lại Bắc Quốc? Trung thành xuống thì có gì hay ho? Chỉ có một tên vua nhóc con mà cũng không triệt được dằn co biết bao lâu, thiên tử cảm thấy nản rồi đó. Vậy ý của thiên tử là muốn chúa thượng trừ khử? Câu hỏi đó các ngươi hãy tự trả lời. Đây mới là mục đích chính của tên sứ đó. Nhưng con ghét ông đó, sao mình không đuổi ông đó về đi bệ hạ? Không đơn giản như vậy đâu. Vậy mình nghĩ chơi với bên bả đi đại nhân. Khanh chưa hiểu đó thôi, ta chỉ là nước nhỏ, nếu mà cứng quá chúng tràn qua đây là gây họa vong quốc, Khanh có hiểu không? Phải khéo léo mềm mỏng mà vẫn được ý mình. Vậy nếu con qua bên bển, vua bên bển có chịu để yên cho bệ hạ không? Thôi Khanh ra ngoài chơi đi. Tí. Mẹ. Mẹ, sao mẹ lại lên đây? Mẹ nhớ con, với lại mẹ lo cho con, mẹ lên đây không được sao? Ủa, nghe nói con dụ được tên sứ qua thành rồi, sao cái mặt bí xị vậy? Có chuyện rồi mẹ. Phải chọn thôi, làm người là như vậy đó. Trong hai con đường, bao giờ cũng phải chọn một. Dừng không được mà né cũng không xong. Trọng trách càng lớn càng phải chọn nhiều. Vậy chọn cái nào đây mẹ? Chuyện này á, mẹ không thể nào làm giùm con được. Mẹ, sao mẹ không cản con? Con là đứa con nít mà, sao đi xa được chứ? Con biết rõ bây giờ con đâu chỉ là thằng con nít. Thì nhưng mà khi mà số mạng đã định đoạt trước rồi,
không còn cách nào là phải vượt qua tới cùng. Giống như số mạng của bà già này, là phải làm mẹ của một thằng nhóc lớn mạng. Đã qua 60 tuổi rồi mà vẫn chạy trời không khỏi nắng vậy. Tí, con nói con còn một sứ mạng mà. Sứ mạng của con là chừng nào nước có giặc thì con giết giặc thôi, chứ đâu có đi xa dữ vậy đâu. Đâu phải giặc tới mới là nước có giặc, giặc bên trong mới là nguy hơn. Mẹ, phải mẹ hôm đó mẹ muốn con đi sao? Đâu có bà mẹ nào muốn xa con. Nếu đây là số mạng thì cũng phải đối mặt thôi. Mẹ ơi, con có làm được không? Chưa làm mà đã nghĩ là không làm nổi rồi. Hai mẹ con tâm sự xong chưa? Cha nuôi, mẹ quên nói với con, tại vì mẹ một hai đầu đi quá, cho nên mới nhờ cha nuôi con để đưa mẹ đi. Cha nuôi, nếu con phải đi xa một chuyến, cha luôn lo cho mẹ giùm con, coi như là con phó thác cho cha nuôi luôn đó. Cái thằng nhóc này, khỏi phải dằn dò nữa, con cứ lo chuyện của con đi. Con đừng có lo chuyện ở nhà, con sẽ làm được mà, chắc chắn là sẽ làm được. Cha nuôi lúc nào cũng tin con nhất. Chắc rồi, ai cũng tin con hết. Con nhất định phải thắng. Dạ. Bà Tiên ơi, bà Tiên nói giùm con đi, cây này con có làm được không bà Tiên? Trường này lớn quá mà con chỉ là một đứa con nít. Hồi xưa con đánh giặc được rồi phép hết linh, còn cái vụ trừ giết cũng vậy, cũng hết linh luôn rồi. Lỡ vô hang hầm miệng sói mà có đổ bể gì thì con biết làm sao? Con hiểu rồi, con phải tự giải quyết, giống như mẹ con nói vậy, phải thử, không thử sao biết mình làm được hay không. Con thấy chưa, ta chưa kịp giúp tí thì tí đã tự quyết rồi. Khi mình quyết làm gì, mình tin mình làm được thì không cần ai giúp nữa. Anh Tí hay thiệt. Nhưng vậy rồi, anh Tí qua bên xứ người, ảnh có gặp nguy hiểm không Tiên Mão? Đương nhiên, vô hang hùm là vô ngay chỗ chết, làm sao mà không nguy hiểm được. Vậy rồi sao Tiên Mão? Hoàn cảnh ngặt nghèo sẽ tôi luyện người ta. Tí nó sẽ lớn lên trong những thử thách đó, hoặc nó chấp nhận thua. Thua là chết sao Tiên Mão? Là vong mạng. Nhưng nếu thắng, nó sẽ bất tử, được tôn thờ. Khanh muốn đi sao? Con nghĩ kỹ rồi, con phải đi. Con qua bên bển để tìm cái sách giúp hai nước hòa thuận, để tránh việc binh đao. Đường xá xa xôi hiểm trở, tai họa khôn lường. Chuyện đó không có đáng ngại bằng chuyện có rất nhiều sứ nước ta đi qua bển, bị giam giữ làm con tin suốt đời, bị đánh đập giam cầm, có khi còn bị giết hại luôn. Hai nước bây giờ không thuận, ta không muốn đẩy Khanh vô hang hầm, Khanh hiểu không? Nhưng con không đi, hàng thuận với dân mình cũng đâu có yên. Chưa kể nếu chú Thuận được phong vương là tiêu luôn. Và bẩm bệ hạ, Trạng nói có lý. Để bệ hạ yên tâm, thần xin tháp tùng Trạng trong chuyến đi sứ lần này. Dạ đúng rồi hàng thượng. Dạ hàng thượng, thần có lọ thuốc này, xin hoàng thượng giữ lấy, nó rất có công hiệu giúp mọi độc dược. Trong lúc con với hoàng thái phó không có mặt ở đây, xin hoàng thượng hết sức về trần. Nhưng sao Khanh lại... Nếu lọ thuốc này
là thuốc giải quý, mà ta nghĩ hai khanh cần hơn trẫm khi ở xứ người. Dạ bẩm hoàng thượng, chỉ là thần lo xa thôi. Ai chẳng biết quan thái phó đây là cánh tay phải của hoàng thượng, mà ngài phải đi xa lâu ngày, ai biết được bên chúng muốn làm gì. Bẩm, chàng nói phải. Bệ hạ cần tắc vua ấy nấy, xin bệ hạ hãy giữ lấy để phòng thân. Đáp lại lời mời của sứ, trạng sẽ cùng giám quan đi sứ kỳ này. Mọi chuyện bên đó nhờ sứ giúp đỡ để được thuận buồm xuôi gió. Nhưng sứ cho trẫm khất lại một tuần trăng để trạng chuẩn bị chu đáo hơn. Sứ cứ về trước, trạng sẽ tiếp bước theo sau. Hoàng thượng yên tâm, lính của thần sẽ ở lại dẫn đường. Thần mãn phép về trước, bái biệt hoàng thượng. Sứ về thông thả. Dạ đa tạ. Trên đường về, dắt nó đi lòng vòng, bỏ đói, đai đỏ nó tơi bời cho ta. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó là sở trường của hạ quan. Cuối cùng, bỏ lạc tụi nó trong rừng, chứ còn béo ăn thịt. Sứ chỉ là một thằng bé 10 tuổi à, có đáng mất thời giờ không? Nước ta thiếu gì danh trạng. Dạ bẩm hoàng thượng, ta cứ coi như đó là một trò đùa để giải buồn. Còn chuyện Phong Dương, ta thật không ưa tên chúa đó. Dạ bẩm hoàng thượng, thần cũng vậy. Nhưng hiện tại đó là lựa chọn khả dĩ. Hay là hoàng thượng cứ gặp sứ đi rồi hãy ra quyết định. Để ta giúp cho khanh quyết. Bỏ qua cảm tính, cái nào lợi cho ta thì ta lựa, biết chưa? Tạ ơn hoàng thượng. Đi nhanh đi. Khoan đã, sao vậy? Tự nhiên đứng lại. Kinh đô là chốn phồn hoa đô hội, sao không đi đường lớn lại đi đường rừng? Đại nhân ta có dặn, thiên tử đang rất nóng lòng muốn gặp trạng, nên dặn phải đi đường tắt. Với lại đường này gần hơn mấy chục dặm, ta đi đỡ mệt. Đi thôi. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Chúng ta dừng chân nghỉ lại đêm nay, sáng mai chúng ta lại đi tiếp tục. Vậy cũng được. Vậy con, vậy nguy rồi. Lính, vậy đi. Ta đang ngủ. Dạ mà. Dạ, chuyện gì vậy đại quan? Tên lính đó đâu? À? Dạ đại quan, tên lính nó đi đâu mất tiêu. Nó lấy cây thương với cái bạo lực của con rồi đại quan. Dạ tí, hãy cố lên. Đại nhân, con
đó, gì khác nữa. Có bao lưng khô mà tên nó xách đi luôn rồi. Lạc rồi, giờ mình phải dừng lại, nhắm lại hướng thôi. Trời cũng sắp sửa tối, chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Dạ, nhưng ở giữa rừng không tách sắt trong tay, không có gì để nhóm lửa, lỡ gặp thú dữ phải làm sao để đại quan. Cho nên cần phải bình tĩnh. Dạ. Đi tiếp. Mình đi thôi. Đại nhân, theo lời dặn của đại nhân, Hà Quan đã đẩy bọn chúng vào một khu rừng hiểm độc và có nhiều thú dữ. Thức ăn, đá lửa, dao mát và nhiều vật dụng khác Hà Quan đã giấu sạch hết. Hay lắm. Đêm nay nếu bọn chúng không chết vì hơi độc mưa rừng thì cũng sẽ bị thú dữ ăn thịt. Trong bóng tối thì làm sao thấy đường mà chạy chứ. Giết chết thái phó là cánh tay phải của vua, giết chết trạng là lá bùa hộ mệnh của vua. Thì kế tiếp là đại chúa giết vua xong sẽ sắc phong chúa là Dương để bắt quốc dễ bề cai trị. Bọn chúng không kiệt sức gì lạc đường thì chắc chắn bọn chúng cũng phải chết. Bởi vì từ trước tới nay chưa một ai lạc vô khu rừng đó mà thoát ra được, chưa kể là Cọp Mèo và cả Lục Lâm Thảo Khấu nữa. Người để ý coi, nếu như không có tin tức gì, mình tính sao thưa đại quan? Đêm nay mình ngủ lại đây đi. Dạ, để con đi kiếm lá rừng. Tối nay mình nằm ở dưới lá để cho khỏi bị sương. À, mà con cũng biết đánh lửa nữa, để tối nay mình ngủ cho nó ấm. Con đi cẩn thận nha. Dạ. Đại nhân. Ê, từ từ. Đưa đây. Có lửa là thú nó sợ, nó tự tránh xa mình. Hết lo rồi. Đi đường rừng cả ngày rồi, chúng ta cần phải nghỉ ngơi, cũng phải thay phiên nhau canh chừng. Dạ, đại quan cứ nghỉ ngơi đi, để con canh chừng cho. Tí nghỉ trước đi con. Đại quan, ngày mai mình tính sao? Chú ơi, chú cứ ngủ đây, mai rồi mình tính. Dạ. Khách có hay tin gì về đoàn đi sứ của ta không? Không biết. Trạng tuổi nhỏ sức yếu, có chịu nổi cảnh rừng thiên nước độc, khí hậu trái ngược bên ta hay không? Bẩm hoàng thượng, theo tin cấp báo thì đoàn sứ bộ xui xẻo quá trời quá đất, lạc sâu vào trong rừng, chưa đi tới được Bắc Triều luôn. Khách nói sao? Đi lạc vô rừng à? Dạ, đi lạc vô rừng. Tại sao không theo đường cái quan mà đi, mà lại đi vô rừng? Bẩm hoàng thượng, đi qua xứ người, xứ mạng nằm trong tay của người, có gì chắc chắn được đâu. Mong hoàng thượng đừng lo lắng, có cái gì thần sẽ bẩm báo với lại hoàng thượng.